Xin chào mọi người, thì nay mình sẽ cho mọi người xem một cái như vậy. Như đây trang cá nhân của mình đúng không? Đó, thì nó có cái mục mà như vậy này, dưới cái mục cá nhân đó, nó có cái âm nhạc này này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để bật cái này. Thì mọi người kéo xuống. Đa số là được nhé. Thì vào cái phần mà bài viết này này, bạn đang nghĩ gì này, thì bạn kéo xuống ở dưới đây, dưới chữ quản lý bài viết này này, rồi chữ âm nhạc này, các bạn kéo qua rồi chữ âm nhạc, bạn nhắc vào âm nhạc thì bạn sẽ tìm. Nếu như mà chưa có thì các bạn sẽ phải tìm đây, gửi vào dấu cộng này đúng không, chẳng hạn như là bài giả dụ vậy. Nhưng mà mình đã lựa cái bài này rồi đây, thì nó sẽ có một trong ba bài này, thì mình sẽ nhấp vào cái dấu ba chấm này này, đó là nó sẽ có cực. Nếu như mà bạn chưa có nha, thì nó sẽ có chỉ là ghim vào trang cá nhân, còn do mình đặt rồi đó, mình bỏ ghim bài hát này rồi nhá, nó sẽ vào đây trang cá nhân mình không còn gì hết đúng không. Đó, mọi người sẽ vào đây này, âm nhạc, mọi người vào cái bài hát mà mình vừa chọn đấy, ba chấm ghi vào chữ ghim vào trang cá nhân đó. Là khi bạn quay trở ra cái trang cá nhân của bạn đã có cái này rồi đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thì mình thử hai tài khoản của mình đều được nhé, tài khoản khác của mình đây cho mọi người xem. Nên mình nghĩ là gần như là mọi người sẽ bật được cái tính năng này, nhìn nó rất rất là hay. Đây, như trang của mình này đó, thì mình cũng có cái bài này đấy. Đây này, hẹn em kiếp sau à. Nhìn nó rất là hay. Thì chúc mọi người thành công nhé.